Cô xin chào các con. Cô rất vui vì hôm nay lại được tiếp tục đồng hành cùng các con ở môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Để học tốt tiết học này, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt 2 tập 1, vở bài tập tiếng Việt 2 tập 1, hoặc là quyển vở và bút. Khi ngoài học, các con chú ý lắng nghe cô giảng bài và thực hành theo các yêu cầu của cô. Các con chuẩn bị đồ dùng học tập xong chưa? Nếu xong rồi thì cô trò chúng ta vào bài học. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con chủ điểm mỗi người một vẻ với nội dung từ chỉ hoạt động câu kiểu ai làm gì. Nội dung này ở sách giáo khoa tiếng Việt 2 tập 1 trang 28. Các con hãy mở sách ra trước khi vào bài học cô có một câu hỏi dành cho các con ở nhà các con thường làm những công việc gì à có phải ở nhà các con thường hay lau bàn rửa bát quét nhà tưới cây cho gà ăn và làm rất nhiều công việc nữa có phải không các con những từ chỉ công việc mà các con làm gọi là từ chỉ hoạt động. Để tìm hiểu về từ chỉ hoạt động, cô và các con sẽ đi vào hoạt động 1. Hoạt động 1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động. Cô có yêu cầu sao? Tìm từ ngữ chỉ người và con vật trong tranh trên màn hình có một bức tranh các con hãy quan sát xem trong tranh có những người và con vật nào đây là ai à đây là bạn nhỏ còn đây là ai à là mẹ vậy còn đây là ai đây là cha hoặc là các con thường gọi ba hoặc bố đây là con gì à đó là con gà trống còn đây là con gì là gà mái và gà con vậy còn đây là con gì các con à là con chó và đây là con gì đó là con chim cô và các con vừa tìm được các từ ngữ chỉ người và con vật trong tranh vậy những người và những con vật trong bức tranh này đang làm gì để tìm câu trả lời các con hãy thực hiện yêu cầu sao Các con cùng đọc yêu cầu với cô. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật trong tranh. Các con hãy nhìn lên màn hình và xem cô làm mẫu. Đây là bạn nhỏ, vậy bạn nhỏ đang làm gì? À, bạn nhỏ đang tưới cây. Cô vừa tìm được từ chỉ hoạt động của bạn nhỏ, đó là từ tưới cây. Bây giờ các con hãy quan sát tranh, tìm từ chỉ hoạt động của người và con vật trong bức tranh, sau đó ghi vào bài tập 1 vở bài tập tiếng Việt trang 15. Các con làm bài xong chưa? Xong rồi thì hãy cùng cô nêu các từ chỉ hoạt động. Trong bức tranh này, mẹ làm gì? A. À, mẹ giặt quần áo. Cha làm gì? Cha cuốc đất. con gà trống làm gì gà trống gái gà mái và gà con đang làm gì gà mái và gà con mổ thóc con chó làm gì à con chó sủa con chim làm gì à con chim nó hót cô có lời khen bạn nào làm đúng với đáp án của cô bây giờ các con hãy đọc lại những từ chỉ hoạt động của người và con vật trong tranh này tưới cây giặt quần áo cuốc đất gáy mổ thóc sủa hót cô mời một bạn đọc lại những từ ngữ này nhé dạ thưa cô tưới cây giặt quần áo Cuốc đất gáy mổ thóc sủa hót à con đọc giỏi lắm ngoài những từ đã học còn có những từ chỉ hoạt động nào nữa các con à ngoài những từ chúng ta vừa học thì còn có các từ ngữ chỉ hoạt động như vẽ tranh múa chạy bộ ăn cỏ, uống nước, bơi và còn rất nhiều hoạt động nữa. Qua phần vừa học, các con hiểu thế nào là từ chỉ hoạt động? Từ chỉ hoạt động là từ chỉ sự vận động, cử động của người, con vật. Ở hoạt động 1, cô và các con vừa tìm hiểu từ chỉ hoạt động của người và con vật. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua hoạt động 2. Hoạt động 2: Đặt và trả lời câu hỏi. Các con đọc yêu cầu với cô. Đặt và trả lời câu hỏi về người, con vật tìm được ở hoạt động 1. Bây giờ các con hãy quan sát tranh và xem cô làm mẫu. với hoạt động tưới cây của bạn nhỏ cô sẽ đặt câu hỏi ai tưới cây và câu trả lời là bạn nhỏ tưới cây các con quan sát lên màn hình cô vừa đặt câu hỏi với câu kiểu ai làm gì và câu trả lời của cô gồm có hai bộ phận bộ phận trả lời cho câu hỏi ai đó là bạn nhỏ và bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì đó là tưới cây bây giờ các con hãy dựa vào câu cô vừa làm mẫu để đặt và trả lời câu hỏi về mỗi người trong bức tranh này nhé các con thực hành xong chưa nếu xong rồi thì bây giờ xem tiếp các gợi ý của cô với hoạt động giặt quần áo của mẹ cô đặt câu hỏi ai giặt quần áo và câu trả lời là mẹ giặt quần áo với hoạt động cuốc đất của cha cô đặt câu hỏi ai cuốc đất và câu trả lời là cha cuốc đất các con lưu ý đối với người thì các con dùng câu ai làm gì đối với con vật thì các con sẽ dùng câu con gì làm gì cô sẽ làm mẫu để các con hiểu rõ hơn với hoạt động gáy của con gà trống cô đặt câu hỏi con gì gáy và câu trả lời là gà trống gáy bây giờ các con hãy dựa vào câu cô vừa làm mẫu để đặt và trả lời câu hỏi về những con vật còn lại trong tranh này nhé các con thực hiện yêu cầu của cô xong rồi phải không bây giờ hãy xem tiếp các gợi ý của cô với hoạt động mổ thóc của con gà máy và gà con cô đặt câu hỏi con gì mổ thóc và câu trả lời là gà máy và gà con mổ thóc với hoạt động sủa của con chó cô đặt câu hỏi con gì sủa và câu trả lời là chó sủa với hoạt động hót của con chim cô sẽ đặt câu hỏi con gì hót và câu trả lời là chim hót cô và các con vừa đặt và trả lời câu hỏi về người con vật với câu kiểu ai làm gì các con lưu ý câu kiểu ai làm gì dùng để kể về một hoạt động của người con vật câu kiểu ai làm gì gồm có hai bộ phận bộ phận trả lời cho câu hỏi ai hoặc con gì thường là những từ chỉ sự vật như người con vật bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì thường là các từ ngữ chỉ hoạt động qua nội dung vừa học các con đã hiểu thế nào là từ chỉ hoạt động bây giờ cô có một yêu cầu dành cho các con tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn thơ sao các con cùng đọc đoạn thơ với cô nhé Đôi bàn tay bé. Đôi bàn tay bé xíu. Lại siêng năng nhất nha. Hết sâu kim cho bà. Lại nhặt rau giúp mẹ. Đôi bàn tay bé bé. Nhanh nhẹn ai biết không. Chiều tưới cây cho ông. Tối chép thơ tặng bố đoạn thơ này nói về đôi bàn tay của một bạn nhỏ bây giờ các con hãy xem đôi bàn tay ấy làm được những công việc gì à đôi bàn tay của bạn nhỏ làm được những công việc như giúp bà sâu kim nhặt rau giúp mẹ tưới cây cho ông và còn chép thơ tặng bố đôi bàn tay làm được rất nhiều việc có ích phải không các con chắc là các con cũng biết làm những công việc này có phải không qua bài học hôm nay cô hy vọng rằng các con sẽ chăm làm biết yêu quý lao động và biết giúp đỡ cha mẹ làm những công việc vừa sức mình Ngoài chăm làm, các con nhớ phải chăm chỉ học hành nữa nhé. Chúng ta vừa tìm hiểu về từ chỉ hoạt động, đặt và trả lời câu hỏi với câu kiểu ai làm gì. Sau tiết học này, các con hãy viết các câu hỏi và câu trả lời ở hoạt động 2 vào bài tập 2 vở bài tập tiếng Việt trang 15 và xem trước bài Nói viết lời cảm ơn. Tiết học đến đây là hết rồi cô chúc các con chăm ngoan học giỏi cô chào tạm biệt các con